Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 22 tháng 2 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Bài học nào từ vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào ngày 18 tháng 2 trên cao tốc Cam Lộ La Sơn? Xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, góp phần thay đổi thói quen, thay đổi về ý thức chấp hành của người tham gia giao thông tại địa bàn miền núi Nam Đông. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán kính chắn gió ô tô giả nhãn mác của các hãng xe nổi tiếng. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân và Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thị Sửu đã có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 2 tại trụ sở tiếp công dân. Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp, đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã, nơi có công dân đến kiến nghị đề xuất tại buổi tiếp công dân. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp lắng nghe và trả lời các ý kiến khiếu nại của công dân liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất, kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phản ảnh ô nhiễm môi trường, dự án chung cư cao tầng, tranh chấp tại chợ Phú Bài, Hương Thủy. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp với chính quyền địa phương liên quan nghiên cứu nội dung ý kiến phản ảnh của công dân, tham mưu hướng giải quyết thỏa đáng, trả lời cho công dân theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ban ngành địa phương cần thể hiện trách nhiệm trong việc tiếp công dân, đồng thời giải quyết các đơn thư khiếu nại rõ ràng, lý giải cụ thể từng nội dung kiến nghị vướng mắc của công dân, tránh tình trạng việc khiếu nại kéo dài. Hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động nhằm triển khai thực hiện chương trình Vì một Việt Nam xanh, sáng nay Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tiệc trồng cây và tổng vệ sinh khu vực di tích Lăng Vua Gia Long, địa bàn xã Hương Thọ, thành phố Huế. Tham dự có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định. Dự lễ phát động và tham gia trồng cây có Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định, lãnh đạo các sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch cùng lãnh đạo cán bộ nhân viên người lao động thuộc đơn vị. Hơn 500 cây xanh bản địa, cây đặc thù của di tích như bạch hoa, lộc vừng, tràm bông đỏ, lim được chọn trồng trên tổng chiều dài hơn 2 km xung quanh khu vực hồ dài, lối vào lăng và ven các cung đường đi vào. Công trình có phần phủ xanh nước trống, đồi trọc, bảo vệ cảnh quan môi trường và đa dạng sinh học tại quần thể di tích Lăng Vua Gia Long. Việc trồng cây xanh cũng đồng thời mang lại lợi ích lâu dài cho công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị cảnh quan môi trường. Tiếp sau hoạt động trồng cây tại di tích Lăng Vua Gia Long, đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động trồng cây xanh bản địa tại các điểm di tích còn lại. Sáng nay, Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức khóa tập huấn về mô hình giao thông xanh cho thành phố Huế. Tại buổi tập huấn, các chuyên gia đến từ Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải đã giới thiệu chính sách và lộ trình phát triển giao thông xanh quốc gia và các yêu cầu đối với địa phương, tích hợp các sáng kiến giao thông xanh vào các nội dung quy hoạch, lập kế hoạch trạm sạc nhằm thúc đẩy sử dụng phương tiện điện ở các đô thị, ứng dụng vùng phát thải thấp (low emission zone) trong phát triển giao thông xanh, ứng dụng mô hình MaaS nền tảng tích hợp các dịch vụ giao thông xanh. Đồng thời, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về những cơ hội và thách thức, các giải pháp và sáng kiến để hỗ trợ sự phát triển giao thông điện và giao thông xanh, góp phần thực hiện tầm nhìn của Huế về một tương lai bền vững. Thành phố Huế gần đến xây dựng quy hoạch phát triển giao thông xanh tổng thể, lồng ghép với các hoạt động phát triển khác. Trong đó, hệ thống mạng lưới hạ tầng giao thông được thiết kế tích hợp, thân thiện với môi trường, đồng thời xây dựng khung thể chế chính sách đối với hoạt động quản lý, vận hành và khuyến khích các sáng kiến thân thiện với môi trường, giảm phát thải. Sáng nay, Bí thư Huyện ủy Quảng Điền Trần Quốc Thắng đã đi kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, cùng đi có lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Phòng Kinh tế Hạ tầng và lãnh đạo các xã thị trấn. Các cơ sở sản xuất kinh doanh cho biết, nhìn chung dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, số lượng đơn hàng sản xuất có phần hạn chế, doanh thu của đơn vị có giảm, nhưng để ổn định và tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, bước vào năm 2024, các đơn vị đã có những phương án cụ thể, đồng thời cũng đề nghị lãnh đạo huyện cần quan tâm hỗ trợ về công tác cấp mặt bằng, cũng như các cơ chế chính sách để doanh nghiệp có điều kiện phát triển. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Trần Quốc Thắng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được của các doanh nghiệp trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển đúng định hướng mà doanh nghiệp đã chọn, qua đó góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội, huyện Quảng Điền không ngừng phát triển, góp phần thực hiện thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có công điện đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, trong đó có cao tốc qua địa bàn Thừa Thiên Huế. Nội dung công điện nêu việc tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, đề xuất bố trí nguồn vốn sớm đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác theo quy mô phân kỳ, tiếp tục rà soát các điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để kịp thời khắc phục. Công điện cũng nêu rõ việc sớm đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ còn một số hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như vụ tai nạn xảy ra ngày 18 tháng 2 vừa qua trên tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Những ngày qua, dư luận vẫn đang còn xôn xao bàng hoàng về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người trong một gia đình chết xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn vào ngày 18 tháng 2. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương xử lý vụ việc và triển khai các giải pháp trước mắt cũng như lâu dài để khắc phục những bất cập về hạ tầng. Tuy nhiên, rõ ràng vấn đề quan trọng nhất để không xảy ra những vụ việc tương tự đó chính là ý thức của người tham gia giao thông. Những ngày gần đây, dư luận mạng xã hội bùng nổ với những thông tin tranh luận về nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông làm 3 người trong một gia đình chết. Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh lỗi chủ quan của người lái xe, cũng có bất cập trong thiết kế cao tốc hai làn như đường hẹp, không có dải phân cách cứng. Các điểm kết thúc vượt xe được thiết kế kiểu thắt cổ chai cũng khiến các phương tiện di chuyển không an toàn. Về tiêu chuẩn khai thác, các tuyến đường cao tốc hạn chế hai làn chưa đạt chuẩn cao tốc, chỉ tương đương với đường cấp 3 đồng bằng. Do vậy, khi đưa vào khai thác theo chuẩn cao tốc đã xuất hiện những bất cập về tốc độ lưu thông. Lái xe và điều khiển qua cái đường này thì cũng 2 năm rồi mà tôi thấy là đường này bất cập nhất là về là đường là quanh co nè, vậy là về hạn chế tốc độ. Đấy, vậy là nhiều khi là xe cổ nó đông đúc quá hay tắc đường. Thông tin từ chủ đầu tư cho biết, tuyến Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đang trong giai đoạn đầu tư phân kỳ, hiện vẫn chưa hoàn thiện cùng kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, qua thực tế đi vào sử dụng, nhiều bất cập trên tuyến cao tốc này đã được chỉ rõ như không có điện chiếu sáng vào ban đêm ở các nút giao, các trang thiết bị hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông chưa được lắp đặt hoàn thiện. Một số lái xe lợi dụng lúc không có cảnh sát giao thông, hệ thống camera giám sát để vượt sai quy định rất dễ gây ra tai nạn. Trạm cũng đã phát hiện nhiều cái tình huống bất cập, ví dụ như hiện tại bây giờ như là ban đêm là chưa có hệ thống đèn chiếu sáng. Ngoài ra là cái hệ thống camera xử lý tốc độ và tránh vượt cũng chưa có. Và cũng có một số đoạn đường cong, đèo dốc thì các cái giải phân cách cứng cũng chưa có. Thì đó là các cái điểm mà nguy cơ tiềm ẩn dễ xảy ra tai nạn giao thông. Những bất cập trong hạ tầng giao thông có phải là một trong những nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm nói trên hay không vẫn đang được cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ. Tuy nhiên, phần đông ý kiến cho rằng đường giao thông dù rộng bao nhiêu đi chăng nữa mà ý thức tham gia giao thông của người điều khiển phương tiện không tốt thì những vụ tai nạn thương tâm vẫn có thể xảy ra. Thống kê của cơ quan chức năng, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông khiến 6 người chết, 20 người bị thương, nhiều phương tiện hư hỏng nặng, một con số giật mình sau 14 tháng đưa vào khai thác. Đáng nói, cả cơ quan quản lý chỉ ra rằng trong số 36 vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, từ cả kết luận điều tra hiện trường, hầu hết nguyên nhân xảy ra tai nạn xuất phát từ lỗi của tài xế như không làm chủ tốc độ, chủ quan vượt ẩu. Đây là những số liệu biết nói về tầm quan trọng của ý thức khi tham gia giao thông. Về mặt tham gia giao thông trên đường thì ý thức của người tài xế để tham gia giao thông thì rất quan trọng. Như tôi nói ban đầu là đóng góp một phần khá quan trọng và rất là lớn. Ngoài việc chấp hành các cái luật lệ giao thông, nhưng ý thức người không nhường nhìn nhau trên tuyến dọc tuyến đường đi thì một phần là gây ra tai nạn giao thông cũng do đó. Trước những bất cập của cao tốc hạn chế hai làn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo không đầu tư cao tốc hai làn xe, khẩn trương đầu tư mở rộng 12 đoạn tuyến cao tốc được phân kỳ đang khai thác. Đó là chỉ đạo rất kịp thời và cần thiết để khắc phục những bất cập đã kéo dài khá lâu. Trong khi chờ đợi được đầu tư hoàn thiện thì để hạn chế tối đa những vụ tai nạn giao thông, bên cạnh các giải pháp đồng bộ của lực lượng chức năng thì người lái xe phải tiếp tục nâng cao ý thức, đặc biệt tránh tâm lý chủ quan của một bộ phận tài xế khi tham gia giao thông trên tuyến.
Xây dựng văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe ở địa bàn huyện miền núi Nam Đông là một vấn đề không đơn giản. Tuy nhiên, bằng quyết tâm kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông huyện đã góp phần thay đổi thói quen của người tham gia giao thông. Sử dụng rượu bia, nhất là sử dụng rượu bia trong dịp Tết, đã trở thành thói quen trong đời sống của người dân, và việc điều khiển phương tiện giao thông khi đã uống rượu bia cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Trên tinh thần làm việc xuyên Tết, làm việc không có ngày nghỉ, Công an huyện Nam Đông đã huy động tối đa lực lượng với 100% chiến sĩ cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trên cả tuyến địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, đã góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao ý thức người dân khi tham gia giao thông. Đi giao thông thì anh giấy tờ đầy đủ, vậy này là đi ra chỉ là văn minh, không có bia rượu. Vậy này là quan điểm của anh là về là nồng độ cồn làm rất tốt, làm để cho bà con là đỡ tai nạn giao thông ra. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để tránh những cái rủi ro mà bà con đã uống rượu bia rồi á, là đi xe nữa là cũng mất an toàn ra. Theo Công an huyện Nam Đông cho biết, trong năm 2023 đã tổ chức gần 500 lượt tuần tra kiểm soát với hơn 1.700 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện xử lý hơn 750 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn là 127 trường hợp. Đặc biệt cao điểm những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Công an huyện đã tập trung toàn bộ lực lượng túc trực cả ngày lẫn đêm. Lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn huyện đã phát hiện và xử lý 8 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền nộp phạt gần 40 triệu đồng. Có thể thấy, việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vi phạm luật giao thông đường bộ đã góp phần không nhỏ thay đổi ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân và đóng vai trò rất quan trọng trong việc mang lại một cái Tết an toàn tuyệt đối cho nhân dân trên địa bàn huyện Nam Đông. Dưới sự lãnh đạo của đại diện ban chỉ huy đơn vị, đội giao thông tiếp tục tăng cường xử lý vi phạm, đặc biệt là xử lý những lỗi nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề nồng độ cồn và vi phạm tốc độ và vượt quá tốc độ tại quá khổ. Qua một thời gian thực hiện thì đa số ý thức của người dân trên địa bàn được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là tình trạng sử dụng rượu bia để khi điều khiển phương tiện rất là hạn chế, và người dân điện tất cả các dịch vụ như xe ôm, Grab để trở về. Với phương châm không có vùng cấm, không ngoại lệ, không ngày nghỉ, thời gian tới lực lượng chức năng vẫn sẽ tiếp tục duy trì siết chặt quản lý các vi phạm liên quan về nồng độ cồn, để từ đó hình thành thói quen và từ bước xây dựng văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe trong nhân dân. Tiếp tục với những thông tin khác, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức tổng kết và trao giải hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2023-2024. Diễn ra trong 6 ngày từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 1 năm 2024, 150 thầy cô giáo của 55 trường tiểu học công lập trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế đã tham gia tranh tài với hai nội dung: trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường đang công tác, và thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Theo đánh giá của ban tổ chức, phần lớn các biện pháp giảng dạy được đặt tên phù hợp, chặt chẽ, đầy đủ, tập trung vào việc góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên, chú trọng phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh, đồng thời góp phần hình thành và phát triển các năng lực phẩm chất tốt đẹp cho các em và thể hiện rõ tính mới, tính sáng tạo trong dạy học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay. Qua đó thể hiện được lòng yêu nghề, sự sáng tạo, nỗ lực để nâng cao năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Kết quả có 138 trên 150 giáo viên dự thi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Trong đó có 16 giải nhất, 36 giải nhì, 58 giải ba, 28 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi và 12 trường hợp không đạt. Thông qua hội thi, đã phát hiện công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu hoàn thiện bản thân. Đây cũng là cơ hội để các giáo viên rèn luyện, học hỏi, trao đổi và phổ biến kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương trong năm 2024. Dự buổi gặp mặt có Bí thư Huyện ủy Võ Văn Phui, các đồng chí trong Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và 110 quân nhân xuất ngũ trên địa bàn. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích và sự cống hiến của 110 quân nhân sau 2 năm được giáo dục, rèn luyện, huấn luyện học tập trong môi trường quân đội. Trước lúc các quân nhân trở về địa phương với gia đình và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của người công dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị mỗi một quân nhân, dù ở cương vị công tác, công việc nào, cần phải phát huy truyền thống cách mạng quê hương và bản chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, tham gia đăng ký vào lực lượng dự bị động viên đầy đủ và hoạt động một cách tích cực, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, tích cực tuyên truyền vận động gia đình, người thân và nhân dân hiểu rõ và chấp hành tốt mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu làm tổ công tác tuyên truyền vận động để các thế hệ thanh niên đi sau hăng hải tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự. Bên cạnh đó, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, tích cực lao động sản xuất, làm giàu chính đáng, tham gia các hoạt động và phong trào của địa phương để cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã. Tại buổi gặp mặt, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã tặng giấy khen cho 10 quân nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương năm 2024, đồng thời tặng 110 phần quà cho các quân nhân. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, tổ chức tư vấn việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho cả quân nhân xuất ngũ. Sáng nay, huyện Quảng Điền đã phối hợp với Trung tâm Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đầu xuân 2024, đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân đăng ký tham gia. Chương trình đã thu hút hơn 550 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Người tham gia hiến máu được lấy mẫu khám sàng lọc sức khỏe trước khi lấy máu. Theo bà Phan Thị Phương My, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Điền chia sẻ, thông qua việc tích cực tuyên truyền vận động, công tác hiến máu tình nguyện tại các địa phương đã tạo được sự lan tỏa. Đợt hiến máu tình nguyện đầu xuân năm nay thu hút đông đảo người dân tham gia, từ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đến hội viên nông dân, phụ nữ. Có người mới lần đầu nhưng cũng có người đã có vài chục lần hiến giọt máu đào, như anh Hồ Việt Ngò, anh Phạm Công Phước ở Quảng Thái có trên 20 lần hiến máu. Đặc biệt có các trường hợp như anh Văn Sinh ở Quảng Thọ đã hơn 80 lần hiến máu. Ngoài ra, trong hoạt động lần này có nhiều gia đình có cả vợ chồng, mẹ con, cha con cùng tham gia hiến máu. Qua chương trình này, ban tổ chức đã thu về hơn 400 đơn vị máu an toàn bổ sung vào kho máu của Bệnh viện Trung ương Huế, góp phần đảm bảo máu điều trị bệnh nhân. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán kính chắn gió ô tô và nhãn mác của các hãng xe nổi tiếng. 5 đối tượng bị bắt tạm giam gồm Trần Quốc Lợi, sinh năm 1978, trú tại thị xã Hương Thủy, Đặng Văn Minh Hiếu, sinh năm 2006, Lê Minh Tùng, sinh năm 1994, Lê Thị Nga, sinh năm 1994, Hồ Văn Lợi, sinh năm 1996, cùng trú tại thành phố Huế, và cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trần Thị Kim Như, sinh năm 1988, trú tại thị xã Hương Thủy. Trước đó, nhóm đối tượng này đã mua số lượng lớn kính chắn gió ô tô có nhãn hiệu XIG từ công ty Shenzhen và máy khắc laser của Trung Quốc. Sau đó, lên mạng tìm kiếm logo của các nhãn xe ô tô nổi tiếng như Toyota, Mercedes, Peugeot, Kia, Ford, Hyundai, Mazda, rồi dùng phần mềm sao chép thiết kế lại, đồng thời sử dụng máy móc tẩy xóa logo trên kính nhãn hiệu XIG và dùng máy in laser in các logo của các nhãn kính nổi tiếng có giá trị cao để bán ra thị trường kiếm lời. Mỗi tấm kính làm giả, các đối tượng bán ra thị trường cao gấp 300% đến 500% giá trị kính nhập khẩu của Trung Quốc. Riêng từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023, các đối tượng đã 3 lần nhập khẩu tổng cộng gần 5.000 kính chắn gió xe ô tô từ Trung Quốc về Việt Nam. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã thu giữ toàn bộ phương tiện được các đối tượng sử dụng, gồm một bộ máy in laser, hai bộ máy vi tính, các dụng cụ để tẩy xóa logo và đánh bóng kính. Hơn 500 kính xe ô tô các loại đã được các đối tượng in giả các logo của các nhãn hiệu có giá trị tương đương với hàng thật, được bán ra thị trường là hơn 3 tỷ đồng. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phản thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.